là sản phẩm của tổ hợp thiết kế Minkin. Trực thăng Mi-28 đã có lịch sử phát triển lâu dài và khá thăng trầm từ những năm 1980 dưới thời Liên Xô. Cho tới tận cuối những năm 1990, phiên bản trực thăng tấn công Mi-28N mới được chấp nhận vào biên chế quân đội Nga và được phương Tây đặt biệt danh là kẻ hủy diệt và sau đó là thợ săn đêm vì những tính năng độc đáo và kho vũ khí mạnh mẽ trang bị trên máy bay. Trực thăng Mi-28N có chiều dài 17,01m, chiều dài cánh quạt chính là 8,6m, chiều cao 3,82m. Trọng lượng rỗng đạt gần 8,1 tấn, trọng lượng cất cánh tối đa là 10,4 tấn. Kíp phi công gồm 2 người. Mi-28N được thiết kế theo mô hình trực thăng truyền thống với một cánh quạt nằm tại đuôi máy bay. Cơ cấu cánh quạt của trực thăng được sản xuất từ vật liệu composite có độ bền cao. Buồng lái trực thăng được bọc thép, kính chắn gió gia cường chống lại được đạn cỡ 7,62mm, 12,7mm hoặc 20mm bắn thẳng. Mi-28N được lắp hai động cơ tuabin trục Klimov có tổng công suất gần 4.000 mã lực giúp trực thăng có thể bay với vận tốc tối đa 300 km/h và tầm hoạt động lên tới 1.100 km. Động cơ mạnh mẽ và thiết kế cánh quạt chính 5 cánh độc đáo và cánh lái đuôi hình chữ X giúp trực thăng Nga có thể thực hiện nhiều động tác bay phức tạp như bay lùi, lộn vòng và cơ động ngoặt gấp. Điểm nhấn đặc biệt của trực thăng Mi-28N chính là kho vũ khí mang theo, gồm pháo hàng không 30mm gắn dưới mũi có tốc độ bắn cao, 4 giá treo vũ khí ở hai bên cánh dành cho tên lửa chống tăng ATAKV, tên lửa không đối không IGLAV, rocket S-13 cỡ 122mm hoặc thùng súng máy hạng nặng. Ở các phiên bản nâng cấp, sức mạnh tấn công của Mi-28N còn được tăng cường với trang bị tên lửa Vinkhor và Khori rắn Tema cung cấp khả năng tấn công mục tiêu ở cự ly từ 8 tới 11 km. Trên chiến trường Ukraine, bên cạnh trực thăng tấn công cá sấu Mỹ K-52, dòng trực thăng Mi-28N thoát ẩn, thoát hiện trên bầu trời cũng đã thể hiện là sát thần với các phương tiện thiết giáp phương Tây viện trợ cho Ukraine.